Bùng nổ trẻ sơ sinh, thế hệ thiên niên kỷ, thế hệ Z và giờ thế hệ Alpha, hay còn gọi là thế hệ Internet. Trời, có vẻ như người ta thích phân loại thế hệ ghê ha. Được sinh ra từ 2010 đến 2025, thế hệ Internet sẽ sớm đạt 2 tỷ người. Điều gì khiến họ khác biệt? Họ lớn lên với giọng nói của Siri, Alexa và trợ lý Google giúp họ với việc nhà. Nhiều người trong số họ được sinh ra cùng năm với iPad và Instagram. 90% trẻ em thế hệ Internet học cách sử dụng máy tính bảng khi mới 2 tuổi. Rất nhiều trong số đó cũng có được thiết bị cá nhân đầu tiên khi lên 3 đến 4 tuổi. Tiếp cận cá nhân là mọi thứ đối với thế hệ Alpha. Họ quen với các thuật toán thông minh tạo danh sách phát phim hoạt hình và chọn âm nhạc dựa trên sở thích cá nhân. Thế hệ Internet xử lý các tin tức họ thấy trên các trang tin, kỹ thuật số và họ mong chờ thế giới sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu và sở thích của họ. Thế hệ Internet tạo ra các loại nội dung mới. Họ tháo dỡ đồ chơi, chơi game điện tử theo dạng Let's Play và tự lồng tiếng cho các game yêu thích của mình. Thế hệ Alpha quay phim những ý tưởng tự làm, chơi khăm, phát trực tiếp và cả phim sitcom của riêng họ. Và tất cả các video này sở hữu lượt xem nhiều gấp 3 lần với những video được tạo bởi các vlogger người lớn. Ai nghe Baby Shark không nào? Alpha tiêu thụ hàng tấn thông tin mỗi ngày. Để xử lý lưu lượng này, bộ não của họ phải lọc thông tin. Chỉ mất vài giây để thế hệ mới quyết định xem nội dung có đáng chú ý hay không. Họ có kỹ năng tư duy phản biện tuyệt vời và không lãng phí thời gian vào những thứ ít quan trọng. Ranh giới giữa thế giới thực và trực tuyến thực sự rất mơ hồ đối với thế hệ Alpha. Họ coi hồ sơ số của mình như một phần mở rộng của thực tế. Một trong 8 đứa trẻ tự quay nhật ký về cuộc sống hàng ngày của họ. Họ quen chia sẻ mọi thứ, không chỉ với bạn bè và gia đình, mà còn là với cả thế giới. Và họ cũng mong chờ thế giới này giống như những gì họ thấy trên màn hình. Giáo dục trực tuyến sẽ cung cấp cho Alpha phần lớn về kiến thức mà họ cần. Và nhiều người trong số họ sẽ không phải trả tiền học đại học luôn. Trí tuệ nhân tạo rất có thể sẽ thay thế nhiều công việc. Thế hệ mới sẽ phải đoán xem những kỹ năng nào là cần thiết để phát triển. Một phần lớn thế hệ Internet sẽ làm tự do và sẽ không bao giờ làm việc cho chỉ một người chủ. Bố mẹ của Alpha là thế hệ thiên niên kỷ, gần như đồng nghĩa với sự bất ổn. Đó là lý do tại sao thế hệ mới này quen với việc thường xuyên di chuyển. Bố mẹ của họ thay đổi nghề nghiệp và phải vật lộn với các vấn đề tài chính, khiến Alpha dễ thích nghi hơn với mọi loại thay đổi. Họ và bố mẹ là bạn thân và dành nhiều thời gian bên nhau hơn các thế hệ khác. Các Alpha am hiểu công nghệ, có thể cho bố mẹ của họ những mẹo về kỹ thuật số. Họ thường có chung sở thích, cùng tạo ra các blog và chơi game trực tuyến cùng nhau. Quá trình giáo dục cũng trở nên khác biệt. Thói quen tiêu thụ thông tin trong gia đình đã trở thành một vấn đề lớn. Thế hệ Alpha sẽ sống lâu hơn, nhiều người có khả năng sẽ thọ hơn 100 tuổi. Đầu tiên, họ có hình mẫu của bố mẹ, những người ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Thứ hai, y học đã có những bước tiến lớn. Trí tuệ nhân tạo cũng góp phần. Trẻ em Alpha có máy theo dõi sức khỏe kỹ thuật số ngay từ ngày đầu chào đời. Trong tương lai, sẽ còn có thêm AI tham gia vào toàn bộ quy trình sức khỏe, giúp chẩn đoán và điều trị trở nên chính xác và hiệu quả hơn. Thế hệ Alpha có thể mua sắm trực tuyến, đi lại bằng xe tự lái và các ứng dụng di động cùng AI sẽ đảm nhiệm những việc khác. Như vậy, họ sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn các thế hệ trước để làm những gì họ thích, ví dụ như chăm sóc sức khỏe tinh thần, đạt được các kỹ năng mới hoặc phát triển tư duy sáng tạo của mình. Thực hiện hầu hết mọi thứ trực tuyến giúp thế hệ Internet tiết kiệm được nhiều thời gian nhưng lại có thể phá hỏng kỹ năng mềm của họ. Alpha được kết nối kỹ thuật số và chỉ với một nhấp chuột cả thế giới sẽ hiện lên. Nhưng họ không có nhiều sự tiếp xúc với con người bằng các thế hệ khác. Không ngạc nhiên khi đôi lúc họ được gọi là thế hệ kính hay thế hệ màn hình do luôn có những màn hình bằng kính xen giữa họ và thế giới thực. Minh bạch là một trong những đặc điểm chính trong vũ trụ của họ. Alpha luôn có thể phát hiện ra ai đang không thành thật trong không gian kỹ thuật số của họ. Họ học được điều đó ở trường,
Ngày nay, có những bài học đặc biệt giúp phân biệt giữa sự thật và gian dối. Bất cứ ai cố lừa lọc sẽ đánh mất lòng tin của họ. Thế hệ Alpha có tiêu chuẩn đạo đức cao và ý thức hơn về trách nhiệm với tương lai của trái đất. Họ được dạy để trở nên thân thiện với môi trường khi mới còn chập chững thông qua việc xem bố mẹ và các nhân vật hoạt hình yêu thích tái chế đồ. Tiêu thụ có ý thức mang ý nghĩa rất lớn đối với thế hệ Internet. Họ cũng mong đợi người khác ủng hộ những ý tưởng này và quảng bá chúng trong blog của họ. Thế hệ màn hình sẽ phải nỗ lực phát triển trí tuệ cảm xúc, AI của họ, vì đó sẽ sớm trở thành thứ duy nhất mà con người có thể vượt trội hơn robot. AI bao gồm khả năng hiểu cảm xúc của người khác. Một số công ty, bao gồm của Elon Musk, đã kiểm tra AI của những ứng viên tiềm năng thông qua trò chơi trực tuyến. Một trong các nhiệm vụ là đoán cảm xúc mà người trong ảnh đang cảm thấy. Thế hệ Alpha sẽ khởi nghiệp nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào khác. Họ có mọi tài nguyên cần thiết cho việc đó, bao gồm quyền truy cập vào tất cả các loại thông tin và dữ liệu của mọi người thông qua Internet và mạng xã hội. Nhiều Alpha sẽ thử khởi nghiệp sớm và thất bại, nhưng họ sẽ học hỏi từ những sai lầm của mình và rất có thể sẽ thành công trong tương lai. Alpha vừa thích tạo vừa thích xem các nội dung mà thế hệ khác thấy vô bổ. Các nền tảng như TikTok đang phát triển ồ ạt trong những năm gần đây. Chúng cho phép trẻ em thế hệ Internet thể hiện bản thân một cách sáng tạo với việc sử dụng một loạt các hiệu ứng đặc biệt và các công cụ chỉnh sửa đơn giản. Alpha là những người đưa ra quyết định và là những người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Bố mẹ của các Alpha đã bắt đầu mua sắm những sản phẩm công nghệ dựa trên nhu cầu của con cái họ. Và đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Dần dần khi lớn lên, thế hệ này sẽ thúc đẩy quá trình này hơn nữa. Họ sẽ tập trung vào việc xây dựng nên một thế giới không giới hạn hay tiêu chuẩn, một thế giới linh hoạt và gắn với trách nhiệm với cộng đồng hơn ngày nay. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành với Soi Sáng nhé!